Hello. Hello. Chào, Lan Hoàng. Mến chào anh Thư Quang, chào anh chị em trên diễn đàn nhé. Chào Tuyết Mai xinh đẹp nhé, chào Bùi Tùng, chào tất cả các anh chị em cô chú trên diễn đàn. Mấy chủ đề gì anh Thư Quang ơi? Nhận diện kỹ nghệ sóng ngầm, nghe ghê không? À, kỹ nghệ sóng ngầm gây gây rối á, với lại mà những cái con tắc kè hoa mà nó biến đổi màu sắc. Với cái Thì mục đích gì? cái sóng ngầm thì từ từ phân tích em. Trước hết em thấy cái chủ đề con tắc kè hoa đi thì nó Đúng sẽ biến đổi màu đúng rồi. không? Theo em thì gần đây nhất là những cái có những cái nhà chống cộng cực đoan rồi những cái bọn là dân chủ cuội á, trước đây họ trắng đen rất rõ ràng, họ là nói xấu chủ tịch Hồ Chí Minh, nói xấu các tướng lãnh Việt Nam rồi nói xấu cộng sản. Nhưng bây giờ họ đi đến cái bước là họ lẩn mình đúng như con tắc kè anh. Họ công nhận Hồ Chí Minh, công nhận Cộng sản. Thế nhưng mà họ sẽ lồng ghép vào 10 câu thì sẽ có 7 câu, còn 3 câu họ sẽ phân tích cái xấu của cái xấu đó là bịa đặt. Nhưng họ sẽ lồng ghép vào. Đương nhiên là ở cái những cái người này tự nhiên giờ quay đầu là bờ rồi, là công nhận chủ tịch, công nhận cộng sản, công nhận, nói chung là họ công nhận hết, họ không có phủ nhận cái gì cả. Tức là cộng sản có công thống nhất đất nước, có công đánh Mỹ. Thế nhưng mà sau đó ví dụ như là họ đưa ra một cái quan điểm 10 dòng thì có 3 dòng họ sẽ lồng ghép những cái nhẹ nhẹ từ từ vào thì những người bản thân em, như em thấy là những cái người thân bên cạnh em họ không tham gia chính trị, chính em không ra tham gia, họ chỉ lên Facebook chỉ đơn giản là giao lưu bạn bè, like còm với bạn bè, những cái bài viết về gia đình, về bạn bè chứ không có chính trị gì cả. Tức là cái trang bán hàng của em, trang 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 chính của em, thì em thấy là những người đó còn có thể chia sẻ những cái bài viết của những người kia mà thậm chí là những cái bây giờ em nói với anh nhé, VOA với các cái đài chống cộng, thế họ cũng bắt đầu đổi màu theo cái xu hướng là nói cái gì cho người dân thường Việt Nam họ chấp nhận được, chứ họ Đúng không rồi. có như ngày xưa là phải nói cộng sản là cái bọn ác hèn mới giặc ác mới dân, hay là chủ tịch Hồ Chí Minh là thế này thế kia. Tới bây giờ họ có thể họ chấp nhận nói những câu cho dễ nghe, nhưng sau đó những cái câu kết luận hoặc là có những cái sự lồng ghép nó rất là khéo léo để cho những đấy em đã đưa ra cái ví dụ cho anh em và chị em thấy, mà anh chị em chỉ cần để ý thôi, hàng xóm của mình hay anh chị em bên cạnh mình mà họ không tham gia chính trị, họ không biết những cái điều đó thì họ rất dễ là vào comment bình luận những cái bài viết như thế là bình thường. Cho nên là cái sự đó thì đó là cái những người như chúng ta nên cái mạng xã hội và tham gia những cái diễn đàn chính trị này chúng ta hiểu, nhưng mà những người khác là không hiểu. Em nói vậy có đúng không anh Thưa Quang? Đúng rồi. Đôi khi anh cũng gặp những người bạn của anh mà họ không quan tâm gì chính trị ấy, mà anh vào Facebook của họ, họ cũng thỉnh thoảng chia sẻ hay là này kia những cái bài có những cái thành phần nó trước đây nó là đối nghịch, xong bây giờ họ nghĩ là họ họ viết đúng, nhưng mà thực ra thì sau những ví dụ như có 7 bài viết đúng sẽ có 3 bài viết sai, nhưng họ không viết sai nhiều đâu, vẫn cái chiều hướng là tích cực, xong đó mới lồng ghép tiêu cực. Em thấy thì kể cả như bạn bè em, những người mà không chia sẻ, không liên quan gì, không quan tâm chính trị, họ cũng vẫn hay bị nằm tưởng cái đó. Thế một điều nữa là như cái có cái việc mà cái con tắc kè hoa này nó nguy hiểm là cái chỗ này, kể cả như là anh vừa nãy có nhắc đến những cái xã hội dân sự rồi những cái tổ chức mà nó cứ nói là nó lập ra để cho nó công bằng với cái này cái kia, thì những cái tổ chức đấy những người dân nghe thì rất là thích, nhưng mà khi mà họ đã được được một cái lượng người ủng hộ nhất định ấy, thì họ chỉ có luôn luôn là, tức là họ bảo là phải có cái phe đối lập. Nhưng mà đối lập là cái gì? Khi mà đối lập thì họ phải dựa vào một cái tổ chức hay một cái đảng phái nào đó, thì sau đó thì họ chỉ mang lợi ích cho cái phiến kia, tức là họ lại cũng chỉ đi theo cái kiểu nói một chiều thôi, họ không bao giờ đưa cái tốt cái đẹp ra, họ chỉ đánh phá vào cái xấu, đúng không anh? Chính xác. Chứ còn chả có cái xã hội dân sự nào mà nó, tức là nó đưa đến một cái sự công bằng nhất định toàn diện cả. Tức là họ phải đưa ra một cái quan điểm, phải phải, phải đánh phá một vào một cái điểm gì đó
yếu nhất, nhưng mà trong khi những cái điểm yếu đó không phải là chúng ta không biết, chúng ta không khắc phục, nhưng mà có những điểm chúng ta chưa thể khắc phục, hoặc là như những cái điều cái xã hội dân sự mà nó những cái kẻ mà đội lốt cái xã hội dân sự, chứ chẳng có xã hội dân sự nào mà nó đúng nghĩa cả. Em nói như này này, vấn đề là như chúng ta là những người phòng phòng cái việc đấy nó xảy ra, chứ còn bây giờ nhà nước thì cơ quan pháp luật thì nó rất là khó, khi mà những cái tổ chức mà nó lúc danh là xã hội dân sự ấy, nhà nước cũng không thể biết nhưng cũng không thể làm gì, chỉ có chúng ta mới là những người vạch mặt được họ, chứ nhà nước cũng chả có quyền gì vạch mặt, chỉ khi mà họ phạm tội thì họ nhà nước mới có quyền bắt. Nhưng bây giờ tức là chúng ta đã đi vào những cái hiệp định rồi những cái này cái kia của Liên Hợp Quốc, thì cho nên là cơ quan an ninh có biết chỉ âm thầm theo dõi chứ chả làm được cái gì họ đâu. Nên là chúng ta phải biết là phòng bệnh hơn chống chữa bệnh, anh Thưa Quang ạ, mọi người đúng không? Chúng ta phải là những cái người lên tiếng, chứ còn nhà nước rất khó để lên tiếng, vì chúng ta đã ký vào những cái hiệp định quốc tế, thậm chí là chúng ta là còn đang là những cái người dẫn dắt tham gia vào Hội đồng Liên Hợp Quốc rồi Nhân quyền Thế giới rồi là Chủ tịch ASEAN, chúng ta là những người dẫn dắt, thì cho nên về cái mảng nhà nước ấy, rất khó động chạm vào những cái vỏ bọc mà khi nó chưa đổi màu, chỉ khi nào nó trần trụi ra rồi thì lúc ý nó quá muộn. Cho nên là anh em chúng ta cũng như anh Thư Quang nói là rất ủng hộ những người có chút hiểu biết hoặc là không hiểu biết cũng được, cứ mở diễn đàn ra, thì mình không biết thì nhiều anh em nên đóng góp, đúng không anh Thư Quang, chứ đâu đúng có mà. Cần là mình phải biết, một người không thể nào mà hiểu biết hết được, nhưng mà đưa ra cái ý tưởng hay là đưa ra cái format để cho mọi người nên chia sẻ thôi, chứ cũng không không nhất thiết là hiểu biết, chỉ cần chúng ta có tâm là chúng ta mở diễn đàn. Nhưng cái quan trọng nhất theo em nghĩ là những cái con tắc kè này này, chỉ có những người như chúng ta mới quan sát được và mới lên tiếng để phòng, chứ còn nhà nước chỉ là chống thôi, tức là khi mà nó lộ ra rồi thì mới chống, nhưng mà khi mà lộ ra rồi chống thì rất nhiều những người đã tin và theo thì họ lại không nhận biết được ra những cái điều đó, khó khó để thay đổi cái quan niệm đã ăn sâu vào đầu họ lắm, tức là hệ lụy đúng không? Ý game nên nó lại ra là cũng bị dính cái hệ lụy rồi đúng không? Hệ lụy chứ anh, mà hai nữa là không phải anh ạ. Hitler đã nói rồi, cái sự dối trá nói một lần thì không ai nghe, nói 10 lần thì có người bán tín bán nghi, nói 1000 lần thì sự dối trá nó sẽ thành sự thật. Cho nên là khi mà họ, những cái người em cứ nãy em đã đưa ra một cái ví dụ, những người bạn bè thậm chí là người thân em họ không quan tâm chính trị, thì những cái bài viết về tiêu cực nó rất là bị ngụy trang và giả tạo, chứ nó không phải là cái bằng chứng cứ gì thực sự, thì người nhà là bạn bè em nó không quan tâm chính trị, nó chỉ thấy bài viết này như thế là đúng, thì họ sẽ chia sẻ và họ sẽ đó là cái hiện tượng họ cứ tin, đúng rồi. Em ví dụ như anh nhé, trước đây có một số YouTuber làm về thiền nam bên bù và vũ trụ, sống chết bênh rồi đi xuống đấy tài trợ từ thiện các kiểu, xong bây về sau quay ra thì lại nói lại là thiền nam là lừa đảo. Nhưng mà khi mà cái hiệu ứng đám đông, khi mà có một số người lên tiếng cái thiền nam bên bờ vũ trụ này là không bất hợp pháp, là giả tu giả tạo, lúc đó ai mà mở mồm ra là bị chửi, đã hiệu ứng đám đông chửi ngay anh Thưa Quang ạ. Đúng không? Nó rất nguy hiểm đấy. Thế cho nên là khi mà nhà nước mà làm rõ được trắng đen ấy, thì biết bao con người bị hệ lụy rồi hả anh? Nhà cửa nhà người ta tan nát, con cái thì bị hư hỏng đi theo cái lũ cặn bã đấy, đúng không này? Đúng. Rồi xã hội bao nhiêu người làm từ thiện rồi về vợ chồng bất đồng với nhau, sau này lại quay ra đấy. Hồi tao nói thế này, nhưng cái thời điểm mà cái thiền nam bên bờ vũ trụ đấy, nó là một cái hiện tượng, có ai dám mở mồm ra nói là bị hội đồng ăn chửi, hội đồng liền, thậm chí bạn bè mình, em với anh là bạn bè trên Facebook này, mà em mở mồm nói thiền nam này chắc là tu hú, anh có khi anh sẵn sàng anh chửi em, là anh không chửi thì anh cũng sẽ hủy kết bạn với em ngay, nó trái quan điểm. Tức là cái mọi mọi cái hình thức xâm nhập bây giờ nó không còn như ngày xưa, tình chỉ có mỗi cái bọn nó hận thù và nó chống cộng cực ngu thì nó mới gọi là nói xấu Bác Hồ,
không chấp nhận Đảng Cộng sản. Nhưng bây giờ cái bọn nó mà những cái con tắc kè, những cái bọn nó xâm nhập, nó có trình độ ấy, thì nó công nhận công lao của Việt Minh, công nhận lãnh tụ này. Nhưng công nhận thì công nhận, nhưng mà Bác Hồ thật là vĩ đại, nhưng mà có cái điều này kiểu điều kia Bác Hồ sai này, hoặc là Cộng sản thế, Việt Minh thế. Việt Minh thì đã có công đánh Pháp đuổi Mỹ rồi thành lập ra đất nước Việt Nam, nhưng mà cái điều này đáng lẽ Việt Minh không làm thì nó tốt rất là nhiều đấy. Nó cứ lồng ghép vào thế thôi, thì ai không nghe những người đó là những người yêu nước, và người ta nói là đây đấy nhá, người ta vẫn yêu nước nhưng người ta chỉ nói cái điều đáng lẽ không làm với cả xấu. Nhưng sau đó khi mà nó dẫn dắt thì người ta tin vào cái mấy cái điều mà không nên làm, hoặc là mấy cái điều xấu của lãnh tụ chẳng hạn, xong rồi nó lại dẫn dắt tiếp vào những cái việc khác. Mà nó không dẫn dắt tiếp thì những cái vệ tinh của nó sẽ dẫn dắt tiếp. Khi mà cái đã nói rồi, hít nghe nó rồi, nói một lần không ai tin cái sự dối trá, nhưng nói 10 lần thì sẽ có người nghi hoặc, nhưng nói 1.000 lần thì sự dối trá nó sẽ thành sự thật. Cho nên là giống như thế này là Lan Hoàng, Lan Hoàng có một câu comment như này, thì ý góc nhìn của Lan Hoàng thế nào nè, câu của Minh Phát. Vậy thì nên kỳ vọng vào quốc hội khóa mới sẽ sửa đổi luật vì một Việt Nam thống nhất và thịnh vượng. Ủa vậy bây giờ hiện tại Việt Nam có đang thống nhất không? Theo Lan Hoàng cái câu này thì Lan Hoàng hiểu ra sao? Thì Việt Nam bây giờ thì rất là thống nhất, thì có gì đâu. À, vậy mà xong đây là yêu cầu là sửa đổi luật vì một Việt Nam thống nhất và thịnh vượng, thì mình phải hiểu sao? Thì khó à, cái câu này khó à, cái câu này phải nó công nhận là khó đúng không? Mình thấy hơi lạ đó. Cái ý của Minh Phát chắc là sửa đổi luật, thì cái vấn đề đấy mình không hiểu lắm cái câu nói này, là câu cảm thán hay câu khuyên nhủ hay là câu đại thì đồng ý gì, anh đã đồng ý với Lan Hoàng thế này là sửa lại luật, nhưng mà thí dụ cụ thể là luật gì đúng không ạ? Mà tự nhiên lại có thêm một cái câu vì Việt Nam thống nhất và thịnh vượng, thì mình thấy nó hơi hơi lạ, mình khó hiểu ở đoạn này. Vậy có nghĩa là Việt Nam hiện tại là thế nào? Và mà không thịnh vượng hay sao? Thực ra thì đúng, chả có gì sai Minh Phát, để các chuyên gia mạng lên tiếng cũng đúng, chả có gì. Bây giờ mạng xã hội nó là cái gần như là bữa ăn tinh thần hàng ngày, giờ chả có nay đi đọc báo giấy mới lại đọc kia nữa. Mạng xã hội là một cái nơi người ta khó che đậy, mặc dù nó ảo thật nhưng mà khó che đậy. Còn đã chấp nhận chơi mạng xã hội thì có thể có lúc bị oan, có lúc bị sai, có lúc bị đúng, nhưng mà chúng ta cần phải bình tĩnh thôi. Chứ còn chả mạng xã hội lên tiếng, bây giờ in ra một tờ báo giấy, bạn có đọc báo giấy từ bao năm nay, tờ báo cuối cùng bạn đọc là khi nào, bạn có nhớ không? Chả có điều gì xấu xa khi mà mạng xã hội lên tiếng cả. Kìa, có mục đích của Hoàng Nguyễn kìa, họ Minh Phát kìa, sửa điều 8889 hả? Thì có đúng không? Có ý đúng ý Minh Phát không? À, xin đọc cái câu comment này. Với mục đích xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, các thế lực thù địch, các tổ chức phản động luôn tìm mọi cách phá hoại, xuyên tạc sự thật. Chúng có nhiều thủ đoạn, phương thức khác nhau theo từng thời điểm. Chúng tìm mọi cách làm cho nhân dân dần mất lòng tin vào chế độ và sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam với kiểu phản biện chính sách hoặc phân tích chính sách. Hiện tại, chúng không còn công kích trực tiếp mà chuyển qua xâm lấn từ từ, nhằm dần thay đổi tư duy chính trị của người dân, nhất là thế hệ trẻ. Rất đồng ý với điều này, và đặc biệt á là cái đoạn á phản biện về chính sách á, hoặc phân tích chính sách. Anh Hoàng Nguyên ơi, em cũng nói rồi, bây giờ chỉ có bọn chống cộng cực đoan với cực ngu nó mới chống thẳng, là cộng sản là hèn mới giặc ác mới dân mới là Bác Hồ là thế này thế. Còn cái bọn kia bây giờ nó đều là công nhận lãnh tụ này, công nhận vai trò của Đảng, nhưng nó sẽ lồng ghép vào những cái điều chính sách, rồi là xã hội, rồi là quản lý, nó cứ lồng ghép từ từ vào. Có một cái mà Lan Hoàng là có một khách mời đang muốn lên nha. Lan Hoàng cứ chia sẻ cho xong đi, anh mời lên. Chia sẻ xong ý Lan Hoàng đi.
Thôi rồi, khách mà lên thì cứ cho lên, in lát em lên sau cũng được. Ok Lan Hoàng. Cảm ơn Lan Hoàng nha. Ok. Rồi.